Khởi nguồn từ thời nhà Lý, những dấu tích của thời Lê thế kỷ 17. Mộc bản thiền phái Lâm Tế cổ nhất Việt Nam. Vườn tháp lớn nhất Việt Nam. Tất cả đã tạo nên trung tâm Phật giáo suốt gần 300 năm qua. Bốn bề phong cảnh lạ thay, Bồng Lai kia cũng thế này mà thôi. Đó là hai câu thơ người xưa đã mượn trong chuyện thơ Quan Âm Thị Kính để ví cảnh sắc tại chùa Bổ Đà tọa lạc trên ngọn núi Phượng Hoàng thuộc xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Đồng Ngọc Dưỡng, thì chùa Cao là ngôi chùa hình thành đầu tiên trong quần thể kiến trúc này và còn được gìn giữ đến ngày nay. Cái chùa Cao là cái khối kiến trúc cổ nhất trong tất cả các khối kiến trúc của quần thể di tích chùa Bồ Đà, là cái điểm chính pháp tích và cái nơi Đức Phật Quan Âm Bồ Tát ứng hiện cứu đời. Và trên đỉnh và nóc bây giờ vẫn còn ba chữ Hán cổ ngày xưa, đó là Bồ Đà Sơn. Cái kiến trúc của chùa Cao các bạn vẫn thấy, đó là cái khối kiến trúc mái vòm, cái kiểu dáng kiến trúc am động ngày xưa. Theo truyền thuyết về chùa Bồ Đà thì chùa có từ thời Lý. Một người tiểu phu nghèo nơi đây đã dựng bát hương và pho tượng Quan Âm Tống Tử để đền đáp công ơn Bồ Tát Quán Thế Âm đã phù hộ ông có con trai nối dõi. Vào thời Lý, nhiều Phật tử thập phương đã cúng dường Tam Bảo, xây dựng một ngôi chùa ở nơi này và gọi là chùa Bổ Đà. Đến thời Lê, chùa mới bắt đầu hình thành thêm hai quần thể chùa là Am Tam Cấp và Tứ Ân Tự. Và hệ thống tượng Phật ngày nay trong chùa vẫn còn giữ nguyên từ thời Lê thế kỷ 17. Từ cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 thì xây dựng chùa Tứ Ân. Thì cái khối kiến trúc đó được xây dựng và phát triển mở rộng ở thời Lê và cho trình những khối tường đất bao bọc xung quanh rất là cổ kính, mang nét đặc trưng riêng ở miền Bắc. Đại đức Tự Tục Vinh đang chỉ ra những nét đặc trưng riêng có trong kiến trúc của chùa Bổ Đà. Đó chính là hai bức tường trình trong lối vào của ngôi chùa Tứ Ân Tự. Bức tường này được trình trước đây khoảng 300 năm trước, khi khởi dựng ngôi chùa. Điều đặc biệt ở đây là bức tường được trình bằng đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố về thời tiết. Nhưng bức tường vẫn được giữ nguyên, không hề bị xói mòn, không hề bị lở. Đây là bí quyết về thi công của người xưa. Cái bức tường trình của chùa Bồ Đà ấy thì ngày xưa các cụ trình lên để chống thú. Nguyên liệu của tường trình ấy thì nó là toàn bằng đất cả. Đây cái đất núi thì nó là đất mối. Đất mối mà nó có nhựa. Thì khi mình nhậu đến lần thứ ba ủ vào rồi ấy, thì nó vừa dẻo vừa dai và độ bền và cấu kết của nó là nó được lâu. Từ thời Lê đến nay, quần thể chùa Bồ Đà là một trong những nơi còn giữ nguyên bản nét kiến trúc truyền thống Việt cổ. Chùa có kiến trúc độc đáo là lối kiến trúc nội thông ngoại bế, tức là bên trong thì thông nhau, nhưng bên ngoài thì tạo thành hàng rào, chỉ có 8 cửa ra vào tượng trưng cho bát quái.
Đường đi của chùa có hình chữ lục với 18 dãy nhà liên thông với nhau. 1720 xây chùa, 1741 thì xây xong là các hòa thượng là cho thợ vào để đục kinh in ra để đào tạo tăng ni trên toàn quốc. Bộ kinh tại chùa Bồ Đà là những di vật Phật học đặc biệt quý giá để lại cho đời sau. Bộ kinh mang những tư tưởng của hai dòng Phật giáo lớn là Ấn Độ và Trung Hoa. Bộ kinh này có nói đến những đặc trưng của Phật giáo Trung Hoa khi được truyền vào Việt Nam với ba tông phái: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Trọng tâm của bộ kinh nói đến nỗi khổ của con người và sự giải thoát. Bộ kinh ở chùa Bồ đây hiện nay thì là còn 24 bộ, được khắc cho đến ngày nay là 276 năm. Những bộ kinh trong một bản ấy hiện nay thì là gồm có Lăng Nghiêm Chính Mạch này, Yết Ma Hội Bản, Lam Hải Ký Quy, Nhật Tụng hay là Giới Đàn Tăng, Giới Đàn Ni, còn lưu lại được trọn vẹn hơn 2.000 mộc bản được xếp trên 8 giá. Mỗi giá có 4 tập sách kinh, gồm 240 tấm ván gỗ hợp thành. Với những nét khắc chữ đan xen hình ảnh minh họa, mỗi mộc bản là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ hoàn chỉnh. Chất liệu gỗ của bộ mộc bản là gỗ thị. Gỗ thị là loại gỗ vừa dẻo, vừa dai và ưa nước. Bởi vậy mà trải qua gần 300 năm, bộ kinh hiện nay vẫn còn nguyên vẹn, chữ khắc sắc nét. Và cho đến ngày nay, đây là kho tàng mộc bản kinh Phật thiền phái Lâm Tế cổ nhất Việt Nam. Ngày xưa là ở đây là nơi in ra để mang ra ngoài quán xứ, lấy tài liệu để giảng cho các sư học ngoài đó và chùa Bà Đá. Và cụ Đàm Liệu này, cụ Thông Thuyết này, cụ Phổ Tiến này là thường hay mang những bộ kinh, chẳng hạn như bộ Hộ Quốc Kinh, là mang vào cung đình Huế để giảng cho các cận thần nghe trong đó. Chùa Bồ Đà là một trong những trung tâm lớn của dòng thiền Lâm Tế. Vì vậy, từ khi hình thành Tứ Ân Tự, các vị hòa thượng của thiền phái Lâm Tế đã cho xây dựng khu vườn tháp ngay cạnh Tứ Ân Tự. Theo quy định của thiền phái Lâm Tế, vườn tháp chùa Bồ Đà được phân chia thành hai khu riêng biệt. Phía trên là các tháp, mà ở đỉnh tháp có biểu tượng bình cam lộ, đó là các tháp của các sư tăng. Còn ở phía nửa dưới này, thì trên đỉnh tháp có hình búp sen, thì đó là của các sư ni. Ở vườn tháp Bồ Đà thì được sắp xếp một cách hết sức là chặt chẽ và khoa học, cho dù bốn mùa nắng chiếu theo hướng nào thì tất cả các ngọn tháp không đè bóng lên nhau. Ông Nguyễn Đại Lượng đang chia sẻ với đoàn nghiên cứu những giá trị văn hóa của khu vườn tháp chùa Bồ Đà. Chất liệu để hình thành các ngôi tháp cổ ở đây hoàn toàn bằng đất và gạch. Mạch giữa đất và gạch được bít mạch bởi hợp chất vôi trộn với mật mía và bột giấy bảng nên rất bền và mịn. Và điểm nhấn văn hóa mang tính nhân văn chỉ có duy nhất ở vườn tháp này là mỗi tháp không phải là nơi tàng lưu cho cốt nhục thân của một vị hòa thượng. Mỗi một ngọn tháp ở đây thì không phải là chỉ tàng lưu cho cốt xá lị nhục thân của một vị hòa thượng, mà là
là nơi mà tàng lưu cho cốt xá lị nhục thân của nhiều người. Trong đó thì có những tháp nhiều nhất là tới 26 người. Tại sao một ngôi tháp thờ của thiền phái Lâm Tế lại được chôn cất nhiều người đến như vậy? Chẳng hạn như tôi bây giờ đang trụ trì đây, khi tôi viên tịch đi thì cửa của tôi là ở giữa, xung quanh là anh em cùng tu với tôi. Thế và cũng ngoài bên rìa nữa cũng có thể cho các bà vãi vào. Thế và những người mà có công cúng dường vào chùa là cũng có thể để bên rìa. Mỗi tháp đều có 4 cửa. Cửa chính giữa là dành cho các vị trụ trì. Khi vị trụ trì của chùa mất đi, sẽ để lại di chúc cho những ai được chôn cùng vào các cửa còn lại. Bởi vậy mà với 109 ngọn tháp, nhưng vườn tháp này là nơi tàng lưu cho cốt, xá lị, nhục thân của gần 2.000 vị tăng ni và các bậc tiền bối có công đức cho chùa. Vì vậy, mỗi ngôi tháp đều là những nguồn tư liệu chân thực giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu sắc hơn về Phật phái Lâm Tế nói chung, lịch sử chùa Bổ Đà nói riêng. Thông qua vườn tháp này thì phản ánh được rằng là nơi đây là chính là một cái trung tâm Phật giáo rất lớn của Việt Nam mà từ xưa. Trải qua biết bao thăng trầm, ngôi chùa Bổ Đà với những điểm độc đáo ở miền Kinh Bắc này ngày càng gắn bó với đời sống tâm linh của người dân. Những kho tàng văn hóa được lưu giữ nơi đây đang ngày một khẳng định bề dày văn hóa tôn giáo của dân tộc.